Ok, rồi chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái công cụ mới, đó là công cụ Get Grid Line. Rồi chúng ta sẽ sử dụng thằng này sau. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ lấy là đúng sai đúng không ạ? Rồi, lấy cái gì? Bit view ra, bit view rồi. Rồi nó đây. Ok. Rồi, click vô, bit chọn view. Đó, sau đó làm sao? Chúng ta sẽ lấy là Get Grid. Where Get Grid. Ok, get grid line draw in đây. Đó, rồi. Xong xong. Select name model đi. Ok. Đó, rồi. Rồi sau đó chúng ta lấy lệnh grid line đây. Đó thì nó sẽ cho trả về hệ lưới cho chúng ta nhưng mà cái view này nó chưa đúng. Ví dụ lẫn đi ha. Rồi mình lấy làm 3D này. Ok. Đường này vô. Đường này vô. Đó thì mình sẽ có được cái đây. Đó, cái box của mình. Ok. Đây thì nó chính nó đây. Ok vậy. Đó. Thì đây là cái view của mình này. Ok. Đó, thì những cái đường đứng đây là gì? Đây chắc là các grid plane đó. À, và đây là cái các đường của các theo từng nhiều tầng. Ví dụ các tọa độ mình khai báo là 0, 3 m, 6 m, 9 m đây. Đó thì nó sẽ hiện ra như thế này. Ok, thì mình sẽ xử lý cái thuật toán ở phía trước. Đây này. Ok. Đó, xử lý thuật toán ở phía trước à, chỗ đây chứ đó rồi sao à, làm project đi chiếu nó xuống nhưng mà đọc đó rồi delete WK đi đó ok rồi sau đó sao chuyển nó sang bên này đó ok đó thì mình sẽ lấy được cái hệ lưới đây giống y chang này ok rồi chào mọi người.